lớp học võ thuật tại nhà thi đấu xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được tổ chức đều đặn vào chiều tối thứ hai, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Võ sinh là các em thanh thiếu nhi yêu thích võ thuật ở địa phương. Rất là thích, bởi vì nó đang giúp con nâng cao sức khỏe và thầy Tú rất là nhiệt tình, con rất là thích. Mình đã cho con mình đi theo học cái lớp võ thuật đó là hơn một năm rồi. Mình có hai bác học ở lớp đây. Sang cha ra là đồng chí Nguyễn Thanh Tú là thành lập nên câu lạc bộ như thế này, nhưng mà hạt là thu không có đóng tiền học phí cho các con. Con niềm đam mê võ thuật, anh Tú tự học tập luyện môn võ khi còn trên ghế nhà trường. Cách đây 4 năm, anh Tú phối hợp cùng đoàn xã Bình Trị thành lập câu lạc bộ, mong muốn giúp cho các em thanh thiếu nhi ở địa phương rèn luyện sức khỏe, có được sân chơi lành mạnh. Đoạn đầu đấy là rất là bỡ ngỡ, quay và mất thời gian là phải mất cả năm gì, mất cả năm rồi cũng chưa hiểu được ý của các em như thế nào, rồi tâm lý của học sinh lứa tuổi đấy, rồi em mất một năm sau em mới hiểu được, em hòa nhập của em là đấu với những bọn nào, em sẽ hiểu được là học sinh thế nào, em sẽ có cách để em tiếp cận. Tạo một môi trường học bề bọn cho các em được trưởng thành hơn đối với cái bộ môn này, nhiều em là được theo dõi rồi các em học tập và cũng được liên đoàn võ thuật theo dõi rồi cũng đầu tổ cũng vẫn gửi nguồn để mà tham gia trường năng khiếu. Hơn 4 năm nay, câu lạc bộ giúp nhiều học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật. Hiện cả 6 xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đều có hoạt động này. Gần 300 võ sinh đều ở tuổi học sinh và được tham gia miễn phí.